Thi Thiên 106. Hallelujah. Hãy ngợi ca Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện. Sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ai có thể thuật các công việc quyền năng của Đức Giê-hô-va hoặc đủ lời để ca ngợi Ngài? Phước cho người nào gìn giữ công lý và luôn luôn làm điều công chính. Lạy Đức Giê-hô-va, xin nhớ đến con khi Ngài làm ơn cho dân Ngài. Xin thăm viếng con khi Ngài giải cứu họ, để con thấy được sự thịnh vượng của những người được Chúa chọn, được hòa với niềm vui của con dân Ngài và cùng tự hào về cơ nghiệp Ngài. Chúng con và tổ phụ chúng con đã phạm tội. Chúng con làm điều sai trái và hành động một cách độc ác. Khi tổ phụ chúng con ở Ai Cập, họ không quan tâm đến các phép lạ của Chúa, cũng chẳng nhớ lại lòng nhân từ dư dật của Ngài, nhưng lại nổi loạn bên bờ biển, tức là Biển Đỏ. Dù vậy, Ngài vẫn cứu họ vì danh Ngài, để bày tỏ quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển Đỏ, nó liền khô cạn. Ngài dẫn họ qua biển sâu như đi qua hoang mạc. Ngài giải thoát họ khỏi tay kẻ ghen ghét và cứu chuộc họ khỏi tay kẻ thù. Nước nhận chìm quân thù, không để một ai sống sót. Bây giờ họ mới tin Ngài và ca ngợi Ngài. Nhưng họ sớm quên các công việc Ngài, không chờ đợi sự khuyên dạy của Ngài. Lòng họ đầy tham dục trong đồng hoang, và họ đã thử Đức Chúa Trời nơi hoang mạc. Ngài ban cho điều họ cầu xin, nhưng dán bệnh tật hủy hoại mạng sống họ. Trong trại quân, họ ganh tị với Môi-se và A-rôn là người thánh của Đức Giê-hô-va. Đất há miệng nuốt Đa-than và chôn vùi bọn A-bi-ram. Lửa bùng cháy giữa bọn chúng, ngọn lửa thiêu đốt những kẻ ác. Tổ phụ chúng con đã đúc một con bò tơ tại Hô-rép và thờ lại tượng ấy. Họ đổi lấy vinh quang của mình để lấy hình tượng con bò ăn cỏ. Họ quên Đức Chúa Trời là đấng đã giải cứu họ và làm những việc vĩ đại cho họ ở Ai Cập. Ngài thực hiện những việc kỳ diệu trong xứ Cham và các điều kinh khiếp bên bờ Biển Đỏ. Vì vậy, Chúa phán rằng Ngài sẽ hủy diệt họ. Nhưng Môi-se là người được Chúa chọn, đứng nơi sức mẻ trước mặt Ngài, để xin Ngài đừng giận mà hủy diệt họ. Tiếp theo, tổ phụ chúng con khinh thường miền đất tốt đẹp, không tin lời hứa của Ngài. Họ lầm bầm trong trại quân, không vâng theo tiếng Đức Giê-hô-va. Vì vậy, Ngài giơ tay mà thề rằng, ta sẽ làm cho họ gục ngã trong hoang mạc, khiến dòng dõi họ ngã chết giữa các nước và phân tán họ trong các xứ. Tổ phụ chúng con đã tham dự vào việc thờ thần ba anh Phê-ô, ăn đồ cúng cho kẻ chết. Như vậy, họ chọc giận Đức Chúa Trời vì những việc làm của họ, và ôn dịch bùng phát giữa họ. Bây giờ, Phi-ni-a đứng ra can thiệp và dịch bệnh ngừng lại. Từ đời này qua đời kia, việc ông làm được kể là công chính và được ghi nhớ muôn đời. Tổ phụ chúng con đã chọc giận Ngài bên suối nước Meriba, nên vì cớ họ mà Môi-se phải chịu tai họa. Và cũng vì họ làm rối trí ông nên ông nói lỡ lời. Họ không hủy diệt các dân tộc ở đó như Đức Giê-hô-va đã phán dặn, nhưng lại pha trộn với các dân ấy, làm theo những việc chúng làm. Họ thờ hình tượng của chúng, và điều này trở thành cái bẫy cho họ. Họ dâng con trai con gái mình để cúng tế ma quỷ. Họ làm đổ máu vô tội, tức là máu của con trai con gái mình, để cúng tế cho hình tượng xứ Canaan, khiến xứ bị ô uế bởi huyết ấy. Như vậy, họ bị ô uế bởi công việc mình và phạm tội tà dâm bằng hành động của mình. Vì thế, cơn giận của Đức Giê-hô-va nổi lên với con dân Ngài. Ngài khinh ghét cơ nghiệp Ngài. Ngài phó họ vào tay các dân ngoại, và những kẻ ghét họ thống trị họ. Kẻ thù cũng áp bức họ. Họ bị khuất phục dưới tay chúng. Nhiều lần Chúa giải cứu họ, nhưng họ cố tình chống nghịch Ngài và chìm đắm trong tội lỗi. Dù vậy, Ngài vẫn nghe tiếng kêu cầu của họ và đối thương họ trong lúc gian truân. Ngài nhớ đến họ vì giao ước của Ngài và thương xót họ theo lòng nhân từ vô biên của Ngài. Ngài cũng làm cho họ được ơn
trước những kẻ bắt họ làm nô lệ. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, xin hãy cứu chúng con, nhóm hợp chúng con từ giữa các nước, để chúng con cảm tạ danh thánh của Chúa và được vinh hạnh ca ngợi Ngài. Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, từ trước vô cùng cho đến đời đời. Nguyện tất cả con dân Chúa đều nói Amen. Hallelujah. Gia Cơ chương 3. Thưa anh em của tôi, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy, chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách. Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế được cả thân thể mình. Nếu chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì chúng ta điều khiển được toàn thân chúng. Hãy nhìn những chiếc tàu, dù chúng thật lớn và bị trôi dạt bởi gió mạnh, nhưng chỉ một bánh lái rất nhỏ cũng đủ điều khiển chúng theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một bộ phận nhỏ nhưng khoe khoang những việc lớn. Một tia lửa nhỏ có thể làm bùng cháy cả một cánh rừng rộng lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là ngọn lửa. Trong các chi thể của chúng ta, lưỡi là thế giới của tội ác, làm ô uế toàn thân, đốt cháy cả cuộc đời, và chính nó cũng bị lửa địa ngục đốt cháy. Mọi loài thú vật và chim muông, loài bò sát và sinh vật biển đều có thể chế ngự được, và đã từng bị loài người chế ngự rồi, nhưng không ai chế ngự được cái lưỡi, một vật xấu xa không sao kiểm soát được, đầy dẫy những chất độc chết người. Chúng ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Từ một miệng mà ra cả sự chúc tụng lẫn nguyền rủa sao? Thưa anh em của tôi, đừng như vậy. Dòng suối xuất phát từ một mạch lại có thể chảy ra cả nước ngọt lẫn nước đắng được sao? Thưa anh em của tôi, cây vả có thể ra trái ô liu hoặc cây nho có thể ra trái vả được không? Dòng nước mặn cũng không thể chảy ra nước ngọt được. Trong anh em, ai là người khôn ngoan, hiểu biết? Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách đắng cay và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về thế gian, xác thịt và ma quỷ. Vì ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh, thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi việc ác. Nhưng sự khôn ngoan từ thiên thượng thì trước hết là thanh sạch, rồi hiếu hòa, dịu dàng, nhường nhịn, đầy lòng thương xót và bông trái tốt lành, không chút thành kiến hay giả dối. Những người giải hòa thì gặt hái bông trái công chính đã gieo trong hòa bình. Ê-xê-chi-ên chương 17. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy ra câu đố, kể lời ví dụ cho nhà Israel. Con hãy nói rằng: Chúa Giê-hô-va phán, có một con chim ưng lớn, cánh rộng, lông cánh dài, thân đầy lông nhiều sắc, đến Liban và bẻ ngọn cây bá hương đi. Nó bẻ cành non trên cao, đem đến một vùng đất thương mại và đặt trong một thành của những người buôn bán. Sau đó, nó lấy giống của đất ấy, đem trồng nơi đất tốt, đặt gần chỗ nhiều nước và trồng như cây liễu. Cây nứt lên trở thành một cây nho xum xuê, thấp là đà. Những nhánh nó hướng về phía chim ưng, rễ nó đâm sâu xuống lòng đất. Vậy, nó trở nên một cây nho sinh ra nhiều cành và chồi non. Nhưng có một con chim ưng lớn khác, cánh lớn, lông nhiều. Và kìa, cây nho đâm rễ về phía nó và cành vươn về hướng nó để được nó tưới nước. Cây nho được trồng nơi đất tốt gần chỗ nhiều nước để mau nứt tược ra trái và trở nên cây nho tốt. Hãy nói với họ: Chúa Giê-hô-va phán, cây nho sẽ lớn lên xanh tốt sao? Chim ưng kia không nhổ bật rễ, hái trái và làm khô héo những lá non mới nứt của nó sao? Không cần có cánh tay mạnh mẽ hay nhiều người mới làm tróc rễ nó. Kìa, khi nó được trồng, nó có xanh tốt chăng? Khi gió đông đụng đến nó,
nó không khô héo cả sao? Vâng, nó sẽ khô héo ngay trên luống đất mà nó đã lớn lên. Bây giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi. Hãy nói với nhà nổi loạn ấy rằng, các ngươi không biết điều đó có nghĩa gì sao? Hãy bảo họ, kìa, vua Babylon đã đến Jerusalem, bắt vua và các nhà quý tộc đem qua Babylon với mình. Vua Babylon đã chọn một người trong dòng dõi hoàng tộc và lập giao ước với người ấy. Bắt người ấy thề, vua cũng bắt những người có thế lực trong xứ đem đi để cho vương quốc phải suy tàn, không tự dấy lên được nữa. Nhưng nhờ giữ giao ước ấy mà vương quốc được tồn tại. Tuy nhiên, vua ấy đã nổi loạn chống lại vua Babylon bằng cách sai sứ giả đến Ai Cập để xin cấp ngựa chiến và một đạo quân đông đảo. Vua ấy có thành công chăng? Người đã làm những việc như thế sẽ thoát nạn được sao? Người hủy bỏ giao ước làm sao chạy thoát được? Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, vua ấy sẽ chết tại Babylon, trong đất của vua đã tôn người lên ngôi, mà người đã coi thường lời thề và hủy bỏ giao ước. Pharaoh sẽ không đem một đạo binh lớn và những toán lính đông đến giao tranh cứu viện khi người ta đắp lũy dựng đồn để hủy diệt nhiều người. Thật vậy, Sê-đê-kia đã coi thường lời thề, hủy bỏ giao ước. Vì người đã trao tay giao kết rồi mà còn làm những việc ấy, nên chắc chắn không thoát nạn. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, nó đã khinh thường lời thề ta, hủy bỏ giao ước ta, nên ta sẽ đổ lại tất cả trên đầu nó. Ta sẽ giăng lưới ta trên nó, và nó sẽ mắc vào lưới ta. Ta sẽ đem nó qua Babylon. Tại đó, ta sẽ phán xét nó về tội bất trung với ta. Tất cả quân lính của nó chạy trốn sẽ ngã dưới lưỡi gươm. Những kẻ còn sót lại sẽ bị tan lạc theo mọi hướng gió. Bây giờ, các ngươi sẽ biết chính ta là Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Chúa Giê-hô-va phán: chính ta cũng sẽ lấy ngọn cây bá hương cao và ta sẽ trồng. Ở nơi tận cùng những nhánh nó, ta sẽ bẻ một chồi non và chính ta sẽ trồng nó trên hòn núi cao chót vót. Thật, ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israel. Nó sẽ nứt nhánh, ra trái và sẽ trở nên cây bá hương xinh tốt. Mọi loài chim sẽ đến núp dưới nó và tất cả những giống có cánh sẽ núp dưới bóng các cành của nó. Mọi cây ngoài đồng sẽ biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, đã hạ cây cao xuống và cất cây thấp lên. Ta đã làm khô héo cây xanh và làm cho cây khô xanh tốt. Ta, Đức Giê-hô-va, đã phán và làm thành điều đó. Ê-xê-chi-ên chương 18. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi như sau: các ngươi muốn nói gì khi lặp lại câu tục ngữ này về đất Israel? Cha ăn trái nho chua mà con bị ghê răng. Chúa Giê-hô-va phán: thật như ta hằng sống, các ngươi sẽ không cần dùng câu tục ngữ ấy trong Israel nữa. Này, mọi linh hồn đều thuộc về ta. Linh hồn của cha cũng như linh hồn của con đều thuộc về ta. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Nếu người nào sống công chính, làm điều công minh, chính trực, không ăn đồ cúng trên núi, hoặc ngưỡng vọng các thần tượng của nhà Israel, không làm nhục vợ kẻ lân cận mình, hoặc không lại gần người phụ nữ đang có kinh nguyệt, không áp bức ai nhưng trả của cầm lại cho kẻ mắc nợ, không trộm cướp vật gì của ai nhưng ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng, không cho vay lấy lãi, không tăng tiền lãi, rút tay lại không làm điều gian ác, phân xử công minh giữa người này với người khác, noi theo luật lệ ta, vâng giữ mệnh lệnh ta và ăn ở cách chân thật, thì người ấy là người công chính và chắc chắn sẽ sống. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nếu người nào sinh con là trộm cướp, làm đổ máu hoặc làm điều nào trong những điều ác đã nói trên kia, dù cha nó không làm những điều trên, nhưng nó ăn đồ cúng trên núi, làm nhục vợ người lân cận mình, áp bức kẻ nghèo nàn thiếu thốn, trộm cướp vật gì của ai, không trả lại của cầm cho người mắc nợ, ngưỡng vọng các thần tượng và phạm điều kinh tởm, cho vay lấy lãi và tăng tiền lãi, thì đứa con đó sẽ sống không? Không, nó sẽ không sống
vì nó đã phạm những điều kinh tởm, chắc chắn nó sẽ chết và máu nó sẽ đổ lại trên nó. Nhưng nếu người ấy sinh con trai và con trai ấy thấy mọi tội lỗi mà cha mình đã phạm, thì lo sợ không dám làm điều gì ác giống như vậy. Nếu đứa con ấy không ăn đồ cúng trên núi hoặc không ngưỡng vọng thần tượng của nhà Israel, nếu nó không làm nhục vợ kẻ lân cận mình, không áp bức ai, không lấy của cầm của người mắc nợ, không cướp vật gì của ai, nhưng ban bánh cho kẻ đói và mặc áo cho kẻ trần truồng, rút tay không hại kẻ nghèo, không đòi lời hay tăng lãi, nhưng vẫn giữ mệnh lệnh ta và nói theo luật lệ ta, thì đứa con ấy sẽ không chết vì sự gian ác của cha nó, mà chắc chắn nó sẽ sống. Còn nếu cha nó đã dùng bạo lực ức hiếp, cướp bóc anh em mình và làm điều không lành giữa đồng bào mình, thì cha nó sẽ chết vì tội ác mình. Các ngươi còn nói rằng, tại sao đứa con không gánh chịu tội ác của cha nó? Bởi vì đứa con đó đã làm điều công minh, chính trực, vâng giữ và làm theo tất cả luật lệ ta, chắc chắn nó sẽ sống. Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không gánh chịu tội ác của cha, và cha cũng không gánh chịu tội ác của con. Điều công chính của người công chính sẽ được kể cho người công chính. Điều dữ của kẻ dữ sẽ bị kể cho kẻ dữ. Nhưng nếu kẻ dữ từ bỏ mọi tội mình đã phạm, vâng giữ mọi luật lệ ta, nếu nó làm điều công minh, chính trực, thì nó sẽ sống chứ không chết đâu. Không một tội nào nó đã phạm sẽ bị nhớ lại để chống lại nó. Nó sẽ sống vì điều công chính nó đã làm. Chúa Giê-hô-va phán: Chẳng lẽ ta lại vui vì sự chết của kẻ dữ sao? Chẳng phải ta vui vì nó từ bỏ đường lối mình để được sống sao? Nhưng nếu người công chính từ bỏ đức công chính của mình mà phạm tội, làm những việc ghê tởm như kẻ ác đã làm, thì người ấy có được sống không? Không. Không một việc công chính nào người ấy đã làm sẽ được nhắc đến. Vì sự bất trung và tội lỗi nó đã phạm nên nó sẽ chết. Các ngươi lại nói rằng đường lối của Chúa là không chính trực. Vậy hỡi nhà Israel, hãy nghe. Đường lối của ta không chính trực sao? Chẳng phải đường lối của các ngươi không chính trực đó sao? Nếu người công chính từ bỏ đức công chính mình mà phạm tội, thì người ấy sẽ chết. Vì tội ác đã phạm mà người ấy sẽ chết. Nếu kẻ dữ từ bỏ điều dữ mình đã phạm mà làm điều công minh chính trực, thì nó sẽ cứu linh hồn mình. Vì nó biết suy xét và từ bỏ mọi tội phản nghịch mình đã phạm, thì chắc chắn nó sẽ sống, không chết đâu. Nhưng nhà Israel nói, đường lối của Chúa là không chính trực. Hỡi nhà Israel, có phải là đường lối của ta không chính trực sao? Chẳng phải đường lối của các ngươi không chính trực đó sao? Vậy nên, Chúa Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta sẽ phán xét các ngươi, mỗi người tùy theo việc mình làm. Hãy ăn năn và từ bỏ mọi tội phản nghịch của các ngươi đi. Như vậy, điều đó sẽ không trở thành cớ vấp phạm cho các ngươi. Hãy ném xa các ngươi mọi tội phản nghịch mình đã phạm. Hãy làm cho mình một tấm lòng mới và một tâm linh mới. Hỡi nhà Israel, sao các ngươi muốn chết? Chúa Giê-hô-va phán, thật vậy, ta chẳng vui chút nào về sự chết của kẻ phải chết. Vậy các ngươi hãy ăn năn để được sống.